Câu hỏi kỳ trước là có một bóng đèn bên trong tủ quần áo đóng kín. Bóng đèn đang tắt, có 3 công tắc ở bên ngoài tủ và chỉ một cái dùng để bật tắt bóng đèn. Bạn hãy tìm cách xác định đúng công tắc bật đèn, biết rằng bạn không thể nhìn thấy đèn đang bật hay tắt nếu không mở tủ ra. Bạn có thể bật bất kỳ công tắc nào mà bạn muốn, nhưng một khi đã mở tủ để kiểm tra, bạn sẽ không được chạm vào dãy công tắc thêm lần nào nữa. Và đáp án ở câu hỏi này đó chính là: chúng ta hãy làm như sau. Đầu tiên, bật công tắc đầu tiên và đợi vài phút. Sau đó, tắt công tắc đó đi, rồi bật ngay công tắc thứ hai. Mở cửa tủ và kiểm tra. Nếu đèn sáng, công tắc thứ hai chính là công tắc bật đèn. Còn nếu đèn vẫn tắt, bạn hãy thử chạm nhẹ vào bóng đèn. Bóng đèn nóng chứng tỏ công tắc thứ nhất là công tắc bật đèn. Bóng đèn mà nguội ngắt thì chứng tỏ công tắc thứ ba mới là công tắc điều khiển nó. Và đây là một câu đố IQ rất là khó, đúng không? Bạn nào rất thông minh thì mới có thể giải được câu hỏi này. Và bây giờ là câu hỏi kỳ này nào. Chúng ta vào câu 1 nhá. Một người đàn ông nọ mua một con ngựa có giá là 60 triệu. Sau đó ông ta bán con ngựa với giá 70 triệu. Rồi anh ta lại mua lại với giá 80 triệu. Và cuối cùng anh ta bán con ngựa với giá 90 triệu. Hỏi người đàn ông có lãi hay không? Và nếu mà lãi thì người đó lãi được bao nhiêu tiền nào? Các con cùng suy nghĩ cho cô và comment cho cô đáp án trước khi xem đáp án của cô Hiền nào. Và đáp án của câu hỏi này đó là: người đàn ông có lãi sau 2 lần buôn bán. Mỗi lần ông ta bán ngựa sẽ lãi được 10 triệu. Sau đó 2 lần ông ta kiếm được tổng cộng là 20 triệu. Câu số 2 nào. Bạn Bơ mỗi ngày đều giúp mẹ thu hoạch táo trong vườn. Để ra khỏi khu vườn, bạn Bơ phải đi qua 4 cái giỏ đựng táo. Và mỗi giỏ bạn Bơ phải để lại một nửa số táo mình có. Cuối ngày bạn Bơ mang được 10 quả táo về nhà. Câu hỏi đặt ra là: số táo Bơ đã bỏ vào 4 giỏ là bao nhiêu quả? A 160, B 150, C 155 và D là 100 quả. Nào, chúng ta đọc kỹ đề bài này. Để ra khỏi khu vườn, bạn Bơ phải đi qua 4 cái giỏ đựng táo. Mỗi giỏ bạn để lại một nửa số táo mình có, đúng không? Mà cuối cùng bạn Bơ mang về 10 quả táo. Thế thì sau mỗi lần chúng ta chỉ cần nhân 2 thôi. Và tổng số táo mà bạn Bơ đã hái là 10 x 2 x 2 x 2 x 2. Kết quả là 160 quả đấy. Và số táo mà Bơ để lại trong 4 cái giỏ là 160 trừ đi 10 bằng 150 quả. Câu số 3 nào. Số nào khác với những số còn lại? Chúng ta có A 275, B 300, C 256, D 760 và E là 840. Và đáp án là đáp án C. Bởi vì chúng ta quan sát nhé, tất cả các con số còn lại đều chia cho 5, còn 256 thì không chia cho 5 nhá. Câu số 4 này rất là hay. Có 3 cây nến ở trong nhà thờ. Vào một buổi tối, có 2 tên trộm nữ và 1 tên trộm là nam lẻn vào. Và chỉ có 2 tên trộm cầm nến trên tay. Hỏi trong nhà thờ có bao nhiêu cây nến nào? Và câu này thì cô nghĩ rằng là rất nhiều bạn sẽ bị nhầm đấy. Trong nhà thờ lúc đó sẽ có 5 cây nến. Vì ở đây không nói là 2 tên trộm kia có lấy nến trong nhà thờ hay không, mà chỉ nói họ đang cầm nến. Vì thế 3 cây nến có sẵn trong nhà thờ cộng thêm 2 cây nến của tên trộm cầm vào nữa, vậy tổng nhà thờ sẽ có 3 cộng 2 bằng 5 cây nến nào. Câu số 5. Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. Quan sát bảng số và suy nghĩ quy luật rồi điền vào dấu hỏi chấm cho cô số thích hợp nào. Và ở đây là đáp án là số 6. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở mỗi hàng hiệu hai số đầu tính từ trái sang nhân với 2 thì tìm được số thứ 3. 11 - 2 đóng bằng ngoặc nhân 2 bằng 18.
5 - 2 × 2 = 6 và 12 - 5 đóng mở ngoặc nhân 2 bằng 14. Và đây là câu hỏi kỳ này nào. Một người đàn ông mù bị lạc giữa sa mạc và ốm nặng. Anh ta có 2 viên thuốc màu xanh, 2 viên thuốc màu đỏ. Chúng giống hệt nhau về kích thước và hình dạng. Để sống sót, anh ta phải uống 1 viên thuốc màu xanh, 1 viên thuốc màu đỏ. Bất kỳ sự kết hợp nhầm lẫn nào về màu sắc hay số lượng viên thuốc thì đều khiến anh ta chết ngay lập tức. Vậy, làm thế nào để người đàn ông mù đảm bảo mình sẽ uống đúng 1 viên đỏ và 1 viên xanh? Và đáp án của câu hỏi này cô Hiền sẽ trả lời trong kỳ sau nhé. Và các con đừng quên chia sẻ cũng như subscribe kênh YouTube Toán Cô Hiền để xem thêm những video hữu ích về toán nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong kỳ sau.